khi bạn chưa có người yêu. Giải pháp đó là đi xem bói. Khi bạn thất tình, giải pháp cho bạn là đi xem bói. Chuyện làm ăn của các bạn không thành công, giải pháp cho bạn là đi xem bói. Bỗng một ngày đẹp trời, bạn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, giải pháp cho bạn là đi xem bói. Đi làm thường xuyên bị sếp la, giải pháp cho bạn là đi xem bói. Ngồi vẩn vơ và nghĩ không biết mình có thể mua được nhà, mua được xe, công danh sự nghiệp có thăng tiến hay không, giải pháp cho bạn là đi xem bói. Và kết lại thì cuộc sống của chúng ta là do chúng ta quyết định, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ lời nói nào từ các ông thầy bói hay bà bói nào cả. Tương lai của chúng ta như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào chính chúng ta, chính cái sự nỗ lực của chúng ta tại thời điểm hiện tại. Không ai có thể kéo chúng ta ra khỏi vũng bùn ngoài chúng ta cả. Chúc mọi người đi xem bói thành công.